Hello, gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một kỹ thuật làm về slide PowerPoint. Và các bạn đang thấy ở trên màn hình, chúng ta sẽ làm thế nào để có thể tạo ra các slide trông được hiệu quả, và nó sẽ thay đổi cái màu sắc cũng như là chuyển động giữa các slide với nhau. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hiện bài tập slide thuyết trình ngày hôm nay nhé. Các bạn đang thấy ở trên màn hình của mình là mình đang có 4 cái slide được thiết kế như thế này. Các bạn sẽ cùng theo dõi 4 slide mình đã thiết kế rồi. Và bây giờ làm thế nào để chúng ta sẽ tạo ra các slide và việc chuyển động giữa các slide để nó tạo thành một chuỗi các hoạt động ở trong một slide như vậy. Ok, bây giờ các bạn sẽ bấm vào New Slide để tạo ra một slide mới. Và trong slide này chúng ta sẽ vẽ lần lượt các hình khối và tạo ra các icon cũng như là các text box ở trong này nhé. Bây giờ các bạn bấm vào phần Insert để chọn phần Shape. Và trong phần này các bạn sẽ chọn hình chữ nhật bò góc. Các bạn vẽ ra. Ok, ở đây chúng ta sẽ bấm vào phần màu vàng và chúng ta sẽ bò góc nhỏ thôi. Và bây giờ các bạn sẽ chọn phần Sharp Fill để chúng ta đổ màu trắng. Bấm vào phần Sharp Outline để tắt phần No Outline. Sau khi các bạn đã tắt phần No Outline rồi, bây giờ chúng ta sẽ bấm vào phần Sharp Effect để lựa chọn cái phần Shadow của nó. Hoặc là các bạn có thể bấm vào phần mũi tên ở đây để chúng ta mở cái hộp thoại Format Sharp. Bây giờ các bạn sẽ bấm phần Shadow. Và ở trong cái phần thông số này các bạn sẽ đặt cho mình như sau. Ở đây các bạn sẽ đặt là 88. Và phần size thì các bạn sẽ đặt là 102. Phần blur các bạn sẽ đặt là 6. Và ở Azure các bạn sẽ đặt là góc 0. Và ở dưới này các bạn cũng sẽ đặt là 0 nhé. Đó, như vậy là chúng ta đã có cái phần đổ bóng cho cái hình khối này rồi. Và tiếp tục các bạn sẽ tạo thêm cho mình cái nội dung ở phía trong này. Bây giờ chúng ta sẽ thêm các icon nhé. Một là các bạn có thể là tìm kiếm và insert các icon ở trên máy tính của các bạn. Và hai là chúng ta cũng sẽ insert các icon ở trên cái video mình đã hướng dẫn ở trên kênh này rồi, thì các bạn hoàn toàn có thể bỏ ra được. Và đây thì mình sẽ copy cái icon ở trong này. Ok, đó, mình sẽ copy ở đây. Và các bạn bấm vào phần Format để chúng ta chọn phần Graph Fill và đổ màu cho cái hình khối này. Ok, bây giờ các bạn sẽ tạo thêm một cái nội dung Aztec ở phía trong. Các bạn bấm vào phần Aztec để tạo ra một cái Aztec ở đây. Đó, ví dụ như các bạn sẽ bấm là phần Your Text và chọn phông chữ nhá, in đậm lên. Các bạn nhớ là ở đây phông chữ của chúng ta cũng nên lựa chọn cái màu chữ. Rồi, chúng ta tiếp tục nhân bản một cái text box này và lựa chọn cái nội dung ở trong đây. Các bạn có thể là cập nhật thêm về cái nội dung. Ví dụ như mình sẽ tạo một cái đoạn quảng cáo ở trong này. Và cái đoạn quảng cáo này mình đã hướng dẫn với các bạn trong rất nhiều video trước rồi. Các bạn có thể sử dụng lại. Bây giờ chúng ta sẽ xóa bớt các nội dung ở trong này đi. Đó. Về cái nội dung ở đây thì các bạn hoàn toàn có thể cập nhật cái nội dung theo cái nội dung chủ đề về slide của các bạn nhé. Ok. Tiếp tục các bạn sẽ quan sát ở trên này. Chúng ta sẽ thấy một cái nền màu xám ở đây các bạn. Đấy, bây giờ làm thế nào để chúng ta sẽ tạo ra cái bảng này. Các bạn sẽ vẽ ra cho mình một hình chữ nhật bo góc. Sau đó các bạn sẽ phóng to lên và chúng ta dựa vào cái chấm vàng này để các bạn căn chỉnh. Đây, các bạn sẽ căn chỉnh cái góc này các bạn. Chúng ta sẽ căn chỉnh để nó vừa với cái hình khối nằm ở phía sau nhá. Ok, như vậy chúng ta đã xong. Rồi, các bạn sẽ bấm vào phần lựa chọn thêm một hình chữ nhật
và chúng ta vẽ cái hình đó ra. Các bạn sẽ cắt một nửa nhé. Rồi chúng ta sẽ bấm hình khối ở phía trước, giữ shift và bấm hình khối thứ hai. Sau đó các bạn bấm vào phần format để chọn phần merge sharp, và ở đây chúng ta sẽ bấm phần sharp chart thì nó sẽ cắt cho chúng ta thành một cái hình khối ở phía sau. Và hình khối này các bạn sẽ bấm vào phần sharp fill để đổ màu xám, và phần sharp outline để chúng ta tắt phần no outline. Đó các bạn. Rồi, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong. Ở đây các bạn có thể là tạo thêm một cái stack ở phía trong. Và cái stack box này chúng ta đặt là số 01. Và các bạn nhớ là chúng ta sẽ thay đổi về phông chữ ở đây nhé. Căn giữa này. Rồi, ở đây các bạn sẽ lựa chọn cái màu chữ đây là màu trắng hoặc là màu xám thì tùy các bạn. Mình sẽ để màu xám. Như vậy là chúng ta đã tạo ra được một hình khối và có đầy đủ các icon cũng như là các text box và các hình khối ở trong này rồi. Bây giờ các bạn sẽ nhân bản cái hình khối này lên. Các bạn có thể bấm phím Ctrl D hoặc là bấm giữ phím Ctrl Shift để chúng ta vừa kéo vừa nhân bản toàn bộ các hình khối này lên. Hình khối thứ 3. Và chúng ta vẽ thêm một hình khối thứ 4 các bạn. Đó. Rồi ok, chúng ta đã có 4 hình khối ở trong này rồi. Bây giờ các bạn sẽ thay đổi toàn bộ cái icon ở trong này. Ở đây thì mình sẽ copy các icon này các bạn nhé. Các bạn có thể là chèn vào các icon tùy ý mà các bạn yêu thích. Đó, mình sẽ chèn các icon này. Rồi, như vậy là khá là đẹp rồi. Các bạn sẽ thay đổi tiếp tục cái nội dung ở phía dưới này. Số 02, số 03 và cuối cùng là số 04. Sau khi các bạn đã hoàn thành xong, chúng ta sẽ tạo thêm một cái nội dung ở phía trên. Ở đây thì mình sẽ copy cái text box này các bạn nhé. Các bạn sẽ tạo cái chủ đề của slide của các bạn ở trên đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm một việc như sau. Các bạn sẽ bấm chuột phải chọn Duplicate Slide 4 lần cho mình. Đấy, chúng ta sẽ tạo thành 4 cái slide như thế này. Và bây giờ các bạn sẽ đổ màu lần lượt cho từng slide như sau. Mình sẽ tại cái ô số 1 và slide này, mình sẽ bấm vào phần Format để chọn phần Sharp Fill. Và trong phần Sharp Fill mình sẽ đổ màu da cam. Ở trong đây toàn bộ hình khối và phần text box các bạn sẽ đổ màu trắng nhé. Format chọn màu trắng này. Text box các bạn cũng đổ màu trắng. Đấy. Rồi tiếp tục đối với ô thứ 2 thì các bạn sẽ bấm vào phần slide số 2. Ở đây chúng ta sẽ đổ phần format chọn sharp fill và đổ màu đỏ. Tương tự các bạn sẽ đổ phần format của icon này màu trắng và các text box cũng màu trắng. Tiếp tục đối với slide số 3. Chúng ta sẽ bấm vào phần format để chọn phần màu số 3. Và các icon tương tự các bạn sẽ đổ màu trắng. Text box đổ màu trắng nhé. Và cái cuối cùng đấy là ô thứ 5. Sorry các bạn, chúng ta sẽ đến với ô thứ 4 và format chọn màu xanh. Icon. Ok, như vậy là chúng ta đã đổ màu được toàn bộ các hình khối này rồi. Bây giờ các bạn sẽ xem kết quả như sau. Tại slide số 5, mình sẽ bấm phần Shift F5. Ở đây các bạn lưu ý là chúng ta sẽ không sử dụng bất kỳ một cái hiệu ứng nào cho cái bài học ngày hôm nay. Mà các bạn đang theo dõi đấy là chúng ta đang sử dụng cái việc là dịch chuyển các slide. Tức là khi mà mình bấm phím di chuyển sang phải thì nó sẽ chuyển đổi, nó sẽ nhảy các slide này. Và như vậy hình dung các bạn sẽ nghĩ là
à, các slide này chúng ta đang chuyển đổi và đang sử dụng một cái hiệu ứng nào đó. Tuy nhiên trong bài học này chúng ta không sử dụng bất kỳ một hiệu ứng nào cả. Các bạn chỉ sử dụng cái việc là di chuyển các slide trong PowerPoint mà thôi. Ok, các bạn cảm thấy khá là ổn đúng không nào? Nếu như hay hoặc là bổ ích đối với cái slide thuyết trình của các bạn hãy like và share, subscribe kênh để theo dõi các video mới nhất hàng tuần nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.